Xin chào quý bạn quay trở lại với xe hai thứ giờ để biết được giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford Territory bản Titanium. Khi mà sang cuối tháng 10 này, chiếc xe Ford Territory bản Titanium này đang có các giá cả như nào, tổng ngân bánh bao nhiêu thì em sẽ giới thiệu cho một cách chức cụ thể ạ. Chiếc xe Ford Territory nó thuộc phân khúc của dòng xe crossover. Đang cạnh nhanh tiếp đó là chiếc xe Mazda 6 năm, Hyundai Tucson hay là rất nhiều xe anh trường Việt Nam ạ. À? Ok đi vào chi tiết. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miết của chiếc xe này đang là 909 triệu. Sang tháng 10 này, cuối tháng 10 này thì đại lý chúng em đang bán với giá đang là 814 triệu ạ. À. Vậy thì chiếc xe Ford Territory bản Titanium này là đang là 891 triệu ạ. À. Còn là tỉnh thì là 862 triệu Tỉnh áp thân trăm thì 871 triệu Và ở Tây Minh thì là 882 triệu ạ còn anh một giá tốt hơn hay một khuyến mãi nào tặng phụ kiện là sao chi bánh nào thì anh em hãy quyết điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giờ đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá còn đối trả góp anh em trở ra bây giờ đang là 249 triệu thôi ạ tỉnh thì đang là 220 triệu tỉnh A phần trăm thì đang là 229 triệu và ở Tây Minh thì đang là 240 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em gửi giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lá số ngày nào thì anh em thông tin như là tên này địa chỉ số điện thoại loại xe quan tâm hình thức trả thẳng trả góp đều là thông tin chi tiết nhất cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em tính cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Ok, vậy giờ này tôi giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng món bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford Territory bản Titanium rất là chi thức của thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng giao đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nha đẹp sẽ cập nhật về giá xe thông dòng xe của Ford cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều xe ở trường Việt Nam để trong sân chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok, xin phép em sẽ dừng giao đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm nhận với sau này cả bạn ạ.